Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel review đồng chiếc hãng của CityWatch. Hôm nay CityWatch sẽ mang về cho anh em một chiếc Bulova, dòng sản phẩm thời trang rất là đẹp. Em này thì sở hữu một ngoại hình phải nói là rất classic, rất là nam tính, và cái đặc biệt là mức giá của em này mà CityWatch mang lại cho anh em thì phải nói là vô cùng wow luôn, phải nói là vô cùng wow luôn, rất là đẹp nhưng mà giá rất là ok. Và không chần chừ gì nữa, bây giờ sẽ mở hộp chiếc Bulova với phiên bản máy quad, máy pin và sở hữu hình phải nói nó rất đẹp mắt với tông kiểu thiết kế dán tanh mặt vuông. Và đây, nhưng mà chính ngày hôm nay đây các bạn ơi, đẹp quá đi. Đây, em này thì có cái ngoại hình phải nói là rất là dễ đeo, rất dễ đeo, mỏng, thanh lịch, dán tanh, dán vuông cực kỳ là hiếm. Mã số dress code em này là 96B107, giá retail 195 đô, và giá sang sale tại CityWatch thì đâu đó chỉ 2,5 triệu thôi. 2,5 triệu anh em đã sở hữu được một chiếc như thế này. Giá chi tiết thì anh em tham khảo cập nhật admin để phần tiêu đề các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tháo siêu này cho anh em dễ dàng quan sát chiếc S96B107 này. Em này thì quá đẹp rồi, quá đẹp trong tầm giá luôn. Đây các bạn, đó anh em thấy không? Em này thì mình xin phép đo phần cây size nhé. Chiều ngang là chưa tới 30. Chiều dài cái phần này thì nó khoảng tầm 30, chưa tới 35 đó. Và độ dày và nó là rất lý tưởng này các bạn, độ dày mỏng ghê, độ dày em này chỉ có 6.5 thôi, nó là ngon lành. Và cái phần tai của em này thì nó sẽ đây, tai em này thì nó sẽ rơi vào chỉ đâu đó 41, kích thước phải nói là rất là gọn gàng cho nên anh em có cổ tay nhỏ luôn các bạn, và thích cái kiểu lịch sự mỏng manh và đơn giản thì chắc chắn đây là một trong những sự lựa chọn phải nói là rất là đáng tiền đó. Giờ mình xin phép lên tay thử các bạn nhé, tay mình hơn 16, lên tay thử anh em xem nè. Wow, thấy vậy nhưng mà lên tay cũng khá gọn gàng và đẹp luôn các bạn, không phải đơn giản đâu. Như em có cổ tay khoảng tầm 15.5, lên tay chiếc này mình nghĩ là ok đấy, ok đấy, rất là đẹp. 15 cũng đeo cũng khá là ok nữa, nhìn khá là đơn giản, khá là thanh lịch và cực kỳ là dress code cho anh em văn phòng luôn, rất là đã, sang trọng, dễ đeo đó. Rồi, ok, em này thì sử dụng của máy watch quen thuộc của nhà Bulova rồi. Máy watch rất là bền bỉ, yên tâm. Anh em chỉ việc đeo hết pin, thay pin thôi, rất là đơn giản. Chỉnh thì anh em chỉ phải kéo ra nắp đầu tiên, xoay ngược chiều cái đồng hồ, anh em sẽ chỉnh được cái lịch ngày ở góc 3 giờ này, rất là tiện lợi nha. Và kéo thêm nắp nữa, anh sẽ chỉnh được giờ thôi, rất là đơn giản. Rồi, bây giờ mình sẽ sim lại cái phần mặt đeo cho anh em xem. Em này thì kiểu thiết kế dán tanh thì mặt đeo nó sẽ bố trí theo kiểu hình vuông, nó đặc trưng với góc 12 giờ, 3 giờ và 9 giờ là những cọc số La Mã, còn các cọc số còn lại sẽ là cọc số vạch được làm nổi với tông màu vạch, nhìn khá là đẹp mắt trên đeo màu gọi là hơi màu trắng sữa các bạn nha, nhìn khá là đẹp và được anh em sẽ thấy được những cái đường đánh phay màu hình theo kiểu ngang thế này, tạo khả năng bắt sáng khá là tốt, rất là đẹp, kim cọc rất ấn tượng. Bulova góc 12 giờ, ngày góc 6 giờ. Độ mỏng rất là tuyệt vời, kính mirror, kính cứng khá là ok. Em này thì sử dụng sợi dây da của Bulova, dây da cao cấp đây, khắc Bulova đây. Trên này sẽ dập theo kiểu con cá sấu màu đen đèn bóng, và trên này không thể thiếu một chiếc khóa của Bulova, logo của thương hiệu này, rất đẹp. Rồi, nắp lưng em này đây, nắp lưng em này thì cũng sẽ thiết kế dạng nắp đóng và theo kiểu hình chữ nhật. Thông số đây, thông thép công nghệ, mã số của K, logo Bulova, thông thép và đồ chống nước em này thì là rơi vào 30m, anh em thể rửa tay đi mưa nhẹ các bạn nhé. Rồi, dòng sản phẩm 96B107 khác ở đây. Đó. Rồi ok, quay trở lại với dòng chính ngày hôm nay, Bulova 96B107, một trong những chiếc dán tanh sở hữu một cái thiết kế phải nói là rất classic và dễ đeo. Nhớ anh em nào mà theo đuổi trường phái dán vuông như thế này mà muốn mức giá và nó là vô cùng hợp lý thì đây là một trong những lựa chọn mà CityWatch đánh giá và nó là hàng đầu luôn, và phải bán và em này phải nói bán doanh số bán hàng và nó là cực kỳ là chạy hàng các bạn nhé, và nó cực kỳ là chạy hàng luôn. Giá thì anh em thì dao động khoảng đâu đó khoảng chỉ tầm 2,5 triệu, nên giá chi tiết thì anh em tham khảo cập nhật admin ở phần tiêu đề các bạn nhé. Rồi ok, cảm ơn em đã theo dõi video của CityWatch. Nếu anh em thấy hay video like, subscribe kênh đăng ký của CityWatch và đừng quên đặt nút chuông để theo dõi những video tiếp theo mà CityWatch sẽ đăng lên. Bây giờ hãy gọi ngay số admin là 0938 777 234 để liên hệ và đặt mua em Bulova này ngay, đẹp, giá rẻ, ngon, đúng là xứng đáng để anh em xuống tiền. Rồi ok, cảm ơn em nhé, xin chào và hẹn gặp lại.